Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh học kế toán online và phân tích kế toán tài chính doanh nghiệp. Tại video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp với cái góc nhìn là phân tích cụ thể cái lỗ lãi. Cái báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nó là một phần trong cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp tại cái thời điểm cuối quý, cuối tháng và cuối năm. Và để phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì chúng ta phải phân tích từng cái báo cáo một. Và tại cái video ngày hôm nay tôi sẽ phân tích với các bạn cái báo cáo lỗ lãi của cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong một cái kỳ kế toán. Tôi là Lưu Mạnh Thắng, là chuyên gia trong lĩnh vực về kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp với 18 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Thì đến với cái video chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn có 3 cái chỉ tiêu chúng ta cần phải phân tích trong cái báo cáo cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái chỉ tiêu đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái lợi nhuận sản xuất kinh doanh của cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Cái lợi nhuận chúng ta nói đến ở đây là chúng ta phải quan tâm đến cái phân tích được cái lợi nhuận của cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp chúng ta. Tức là chúng ta phải loại đi các cái lợi nhuận như là các cái khoản lợi nhuận từ cái hoạt động tài chính, lợi nhuận từ các cái hoạt động khác, bởi vì đấy nó không phải là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bởi vậy cái lợi nhuận từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính nó mới là cái chỉ số, nó mới là con số mà chúng ta cần phải quan tâm. Thế thì cái con số lợi nhuận từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính này thì chúng ta cần phải theo dõi qua một cái bảng theo dõi. Chúng ta cần phải có một cái bảng theo dõi từng quý một, mỗi một quý chúng ta phải có lập một cái bảng theo dõi, và ở đây chúng ta phải theo dõi từng quý một. Mỗi một quý chúng ta sẽ đưa vào đó một cái con số lợi nhuận. Quý 1 là bao nhiêu, quý 2 là bao nhiêu, quý 3 là bao nhiêu và quý 4 tổng kết là bao nhiêu. Sang năm sau chúng ta lại theo dõi quý 1 là bao nhiêu, quý 2 là bao nhiêu, từ quý 1 cho đến quý 4 để chúng ta xem cái sự biến động của lợi nhuận trong một cái khoảng thời gian là 1 năm hoặc 2 năm. Bởi vì ở đây là phân tích cái hoạt động sản xuất kinh doanh trên cái cơ sở báo cáo lỗ lãi, là bản chất chúng ta xem cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó có tạo ra một cái lợi nhuận bền vững hay không. Đó mới là cái mục tiêu chúng ta cần quan tâm. Thế còn nếu như chúng ta không phân tích để ra được cái con số để xác định xem cái hoạt động sản xuất kinh doanh này cái lợi nhuận nó có bền vững hay không, thì cái việc phân tích của chúng ta nó không đạt được cái yêu cầu gì cả. Bởi vì bản chất của việc phân tích là để chúng ta xem cái lợi nhuận cái hoạt động này nó có tăng hay nó có giảm, và nó tăng giảm này nó có bền vững hay không. Đó mới là cái chúng ta cần quan tâm. Nếu nó không bền vững thì chúng ta phải xem nó có cái yếu tố gì, rủi ro gì đang nằm ở đâu. Thế còn nếu nó bền vững thì chúng ta cần phải tiếp tục duy trì và thúc đẩy và phát huy nó. Thế thì bởi vậy cái việc mà chúng ta hướng đến yếu tố bền vững là yếu tố rất là quan trọng trong việc phân tích cái báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Còn nếu chúng ta không phân tích được cái điều đó thì có nghĩa là cái việc phân tích của chúng ta nó không đạt yêu cầu, và tất cả mọi cái đánh giá nhìn nhận của chúng ta nó không đạt được cái kết quả. Bởi vì cái kết quả chúng ta cần đó là phải sự phát triển và nó phải là bền vững. Nên bởi vậy cái chỉ tiêu đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm trên cái báo cáo lỗ lãi đương nhiên là lợi nhuận rồi, nhưng phải là lợi nhuận từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính của chúng ta. Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố về một doanh thu. Thế thì doanh thu ở đây chúng ta cũng cần phải theo dõi giống như là lợi nhuận chúng ta theo dõi. Đó là chúng ta cần phải theo dõi cái doanh thu, xem cái doanh thu của chúng ta biến động qua từng kỳ như thế nào, qua từng quý như thế nào, và cả năm như thế nào, và năm trước và năm sau như thế nào. Chúng ta cần phải có một cái bảng theo dõi qua nhiều năm, và mỗi một năm thì chúng ta chia làm các quý khác nhau để chúng ta xem là cái doanh thu của chúng ta có sự tăng trưởng hay không, có sự tăng trưởng, tăng hay là giảm, hay là giữ vững ổn định qua các quý trong năm. Thế thì bởi vậy muốn làm được cái điều này chúng ta cần phải có một cái bảng theo dõi từng quý một. Chúng ta phải chia ra từng quý một để chúng ta xem cái sự biến động trong các quý là như thế nào. Vì chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta mới thấy được cái sự biến động, và cái doanh thu ở đây cũng phải là cái doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chứ không phải là doanh thu từ
tổng doanh thu, bởi vì trong cái tổng doanh thu nó sẽ có những cái doanh thu từ cái hoạt động không phải là hoạt động chính, mà cái sự bền vững của doanh nghiệp nó phải xuất phát từ cái doanh thu chính của chúng ta, tức là cái hoạt động sản xuất cốt lõi của chúng ta, nó mới là cái hoạt động đem lại sự phát triển bền vững cho chúng ta. Bởi vậy mà cái doanh thu chính nó sẽ là cái doanh thu quyết định cái sự tăng trưởng có bền vững hay không. Nên bởi vậy chúng ta cần phải lấy cái doanh thu chính đưa vào trong cái bảng theo dõi của chúng ta, đó là cái chỉ tiêu thứ hai. Và cái chỉ tiêu thứ ba là chúng ta cần phải tính cái chỉ tiêu lợi nhuận chia cho doanh thu thuần. Cái doanh thu này là doanh thu thuần chứ không phải là doanh thu thuần của cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính của chúng ta. Còn các bạn muốn biết doanh thu thuần như nào thì các bạn chỉ search vào Google tìm kiếm là sẽ ra kết quả doanh thu thuần là như thế nào. Tôi cũng không muốn phân tích sâu về cái doanh thu thuần này nữa, mà chúng ta phải hiểu là cái doanh thu ở đây là doanh thu thuần của cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính, còn những cái doanh thu nó ở bên ngoài chúng ta không được vào đây. Còn lợi nhuận này là lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, nhưng mà phải là lợi nhuận trước thuế và lãi vay, chứ không phải là lợi nhuận cộng và sau khi nộp thuế và lãi vay, mà chúng ta phải tính cái lợi nhuận trước thuế và cái lãi vay chúng ta phải trả. Thì đây là cái lợi nhuận chúng ta cần phải quan tâm. Cái chỉ tiêu thứ ba đó là cái chỉ tiêu giữa lợi nhuận trên doanh thu. Thì cái chỉ tiêu thứ ba đây là cái chỉ tiêu mà chúng ta cần phải tính cái gì, cái tỷ lệ lợi nhuận trước thuế và lãi vay chia cho doanh thu thuần của từng quý một, để chúng ta xem là qua các quý thì ngoài cái con số tuyệt đối nó tăng thì cái tỷ lệ nó có tăng hay không. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái doanh thu này của chúng ta này nó có thể không thay đổi, nhưng mà cái tỷ lệ này nó có thể nó lại sẽ thay đổi. Bởi vì cái chúng ta cần phân tích ở đây đó là cái sự phát triển bền vững, cái sự ổn định. Bởi vậy là cái tỷ lệ này nó phải là một cái con số tăng lên, tức là cái tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu nó phải tăng lên, thì khi đó chúng ta mới thì có thể xác định được là cái hoạt động sản xuất kinh doanh này nó có lợi nhuận hay không, và nó có đem lại cái sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp hay không. Nếu cái tỷ lệ này nó phải là xu hướng nó phải đi tăng lên. Nó có hai xu hướng là nó sẽ tăng hoặc là nó sẽ giảm. Thế thì khi mà nhìn vào cái bảng phân tích tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu này qua từng quý một thì chúng ta có thể biết được rằng là trong một năm thì cái lợi nhuận của chúng ta trên doanh thu, cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta biến động như thế nào, đi lên hay đi xuống, hay là lúc lên lúc xuống, và cả một năm thì nó có xu hướng lên hay xuống, và phân tích qua nhiều năm, 2 năm, 3 năm thì nó như thế nào. Tức là mỗi một năm thì là 1 quý, vậy thì 2 năm là 8 quý, thì 8 cái quý vừa rồi thì cái tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của chúng ta nó như thế nào, đầu tiên nó đi lên hay là nó đi nằm ngang hay là nó đi xuống, thì chúng ta mới biết được rằng là cái hoạt động sản xuất kinh doanh này nó có bền vững hay không, nó có tạo ra lợi nhuận, những cái lợi nhuận này nó có thực sự là một yếu tố bền vững hay không, thì đó mới là cái chúng ta cần. Còn nó tạo ra lợi nhuận, những cái lợi nhuận nó không bền vững thì có nghĩa rằng thì cái rủi ro nằm ở trong tương lai nó có thể nó sẽ xảy ra. Bởi vậy chúng ta phải loại hết tất cả những cái yếu tố không phải là sản xuất kinh doanh chính đi, thì lúc đấy chúng ta sẽ đưa ra được một cái bảng phân tích mà nó đi vào cái cốt lõi của hoạt động sản xuất kinh doanh, để nó ra được cái chỉ số, đưa ra được cái kết quả mà chúng ta mong muốn ở đây, đó là sự phát triển bền vững. Thì trên đây là ba cái chỉ số trong phân tích cái báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thì căn cứ vào ba cái chỉ số này thì chúng ta sẽ xác định được cái tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp biến động qua từng kỳ, để xác định xem cái lợi nhuận của chúng ta tăng hay giảm và có bền vững hay không. Nếu các bạn thấy video này hay và có giá trị thì hãy ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.